gian tất bật chuẩn bị và nội bộ dịch từ sáng đến tối. Hiện nay, quy trình làm bánh được tối ưu hơn nhờ sự hỗ trợ của máy móc. Tuy nhiên, hương vị truyền thống của bánh vẫn không thay đổi và luôn là sự lựa chọn của từng người. Nhà mình thì làm từ khi ông bố để lại là từ năm 1972 thôi. Nhà thì chính thức ra là từ ngày xưa ở đây, ông bố tôi làm ở đây là chính thức ra là ông làm đầu tiên để làm người. Có một cái thương hiệu, một câu gọi là người ta đề trên cái biển gọi là gia truyền. Thì là phải có truyền từ trên truyền xuống thì mới gọi là gia truyền. Nhà tôi thì làm bánh thì đặc trưng có một cái hương vị riêng từ thời ông bố để lại ra. Cái công đoạn làm bánh nướng này thì bắt đầu tiên thì là trộn nhân này, đấy, sau này nắm nhân này, sau này đưa vào định hình bánh này, xong rồi cho ra định hình bánh xong bắt đầu ta cho ra lò nướng, nướng bánh xong ta lại đưa vào cái phòng đóng gói. Trong phòng đóng gói đấy thì ta thực ra là nó nhiều khi nó ở có cái đèn khử khuẩn, lúc nào ta người ra người vào nhiều nó không ai làm nữa đấy. Thì đó bắt đầu là ta đưa bánh vào và tắt đèn khử khuẩn đi, người vào làm việc thì nó được, mà trong phòng đấy có điều hòa cho người làm bánh mình biết thì nó không có mồ hôi, không có loại kia. Thực ra trong công đoạn làm cái bánh này quan trọng nhất là cái mối thứ nhất, nhân bánh là quan trọng nhất. Khi ra cái nguyên liệu anh nhập vào là cái mỡ là cái ngon, mỡ ngon, mỡ tươi. Là các gia đình cổ truyền cái bánh ngon nhất là bao giờ là chỉ ướp cái mỡ chỉ 3 ngày hoặc 2 ngày, từ 2 ngày đến 3 ngày là cho vào trong bánh. Và cái nhân đậu xanh tươi. Đấy, đậu xanh tươi thì nhà tôi lại như này. Làm lấy, xào mắt mình xào lấy, mình làm lấy ra thì là mới yên tâm.